Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến dự và chia vui với cán bộ, kỹ sư, người lao động Tổng Công ty Điện lực Miền Trung được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành điện, 45 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, trao Huân chương Lao động hạng nhì và Huân chương Lao động hạng ba cho 8 cá nhân tiêu biểu. Dịp này còn có 2 tập thể và 3 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc thời gian qua. 45 năm qua, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung luôn phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao, bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân. Diện mạo nguồn và lưới điện khu vực miền Trung Tây Nguyên đã có những thay đổi nhanh chóng với công suất cực đại toàn hệ thống, đến nay đạt gần 3.000 MW. Tổng khối lượng lưới điện vận hành gồm 3.780 km. Đời sống của người lao động cải thiện, nhiều chương trình đóng góp cho xã hội trên mọi lĩnh vực, cải cách hành chính, ứng dụng thông minh rộng rãi. Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và kết quả của tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.